Thần lời ý nghiệp không thô bạo, nhu hòa, thiện thuận, chẳng dối trá, chẳng quanh co. Đó là trí huệ công cụ trợ đạo thứ hai. Vì thần Bồ Tát khảm làm Phật pháp khí, niệm huệ tùy giác chưa từng tám lạng, tám quý nhu hòa, tâm an bất động, thường nhớ lục niệm, thường hành lục kính, thường tùy thuận trụ pháp lục kiên cố. Đó là trí huệ công cụ trợ đạo thứ ba, vì là phương tiện với 10 thứ trí. Thích pháp thích nghĩa, lấy pháp làm vui, thường thích lắng nghe, không nhảm đủ, xả lìa luận nghị và lời nói thế gian, chư tâm nhân thọ lời xuất thế gian, xả lìa tiểu thừa và huệ đại thừa. Đó là trí huệ công cụ trợ đạo thứ tư, vì một lòng nghĩ nhớ không tán động, tâm truyền gánh vác 6 ba la mật, hạnh đã thành thục, 4 thứ phạm trụ đều kéo tu hành, tùy thuận minh pháp, đều sinh thỉnh vấn người trí huệ thông mẫn, xả lìa cõi ác, hướng về đường lành, tâm thường ưa thích, chánh niệm quán sát, điều phục lòng mình, thủ hộ ý người. Đó là trí huệ công cụ trợ đạo thứ năm, vì kiên cố tu hành hạnh chân thật. Các vị đệ tử của Phật, Đại Bồ Tát có 10 thứ trí huệ công cụ trợ đạo. Những gì là 10? Đó là một gần gũi bậc đa văn trần thiện tri thức, nên cung kính cúng dường thiện tri thức, nên tôn trọng lễ bái thiện tri thức, đủ thứ phương pháp tùy thuận sự chỉ dạy của thiện tri thức, chẳng trái lời dạy dỗ. Thế nào gọi là thiện tri thức? Hay giáo hóa chúng sinh xa lìa pháp thập ác, tịnh tu pháp thập thiện là thiện tri thức, hoặc là giáo hóa chúng sinh sinh tu giới định huệ ba học, tiêu diệt tham sân si ba độc là thiện tri thức. Đó là trí huệ công cụ trợ đạo thứ nhất. Phải có thái độ nhu hòa, phải có hàm dưỡng nhẫn nhục, tất cả phải chánh trực, chẳng có lời nói hư vọng không thật, chẳng có sự làm bộ. Thế nào là làm bộ? Tức là không được tự nhiên, rất miễn cưỡng, việc làm không thái quá thì là bất cập, chẳng hợp với trung đạo. Tóm lại, bất cứ sự lý gì nếu lìa khỏi trung đạo là làm bộ. Thế nào là trung đạo? Không chấp đạn, không chấp thường gọi là trung đạo, chẳng rơi vào không có hai bên gọi là trung đạo, chân không diệu hữu gọi là trung đạo. 2. Vĩnh viễn lìa khỏi kiêu ngạo ngã mạn, thường hành trì hạnh khiêm cung hòa mục, phải cung kính đối với người khác, không được vô lễ. Do đó có câu ý khí dụng sự, bạn chẳng cung kính tôi thì tôi chẳng cung kính bạn, đó đây hỗ tường chẳng cung kính. Bồ Tát còn có tâm cung kính, hà huống là phàm phu chúng ta càng phải có tâm cung kính. Phàm là người có trí huệ đều có tâm cung kính. Do đó có câu kính người thì người kính lại, người ngu si thì mới không có tâm cung kính. Thân lời ý ba nghiệp thanh tịnh của Bồ Tát không có hành vi thô bạo, thân của ngài chẳng thô bạo, cử chỉ hành động lời nói việc làm đều hợp với quy củ, đó là thân nghiệp thanh tịnh. Lời cũng chẳng thô bạo, tuyệt đối chẳng nói những lời khiến cho người khác sinh phiền não, đó là lời nghiệp thanh tịnh. Ý cũng chẳng thô bạo, đối với việc không như ý nhẫn chịu trong tâm thì ý nghiệp cũng thanh tịnh. Phàm là đối với người khác chẳng nổi nóng để đàn áp người, tức là chẳng thô bạo. Bồ Tát rất nhu hòa, rất thiện thuận, cũng chẳng dối trá, làm gì cũng đều chân thật, chẳng quanh co. Đó là trí huệ công cụ trợ đạo thứ hai, tên đó có thể kham làm Phật pháp khí. Bà hết thảy trí huệ tưởng niệm trong tâm, tùy khởi tùy giác, tùy sanh tùy diệt, chuyển phiền não lớn thành phiền não nhỏ, chuyển phiền não nhỏ thành không còn nữa. Do đó có câu niệm khởi liền giác, giác rồi tức không. Tùy giác này chưa từng tán loạn, chẳng có lúc nào mà không giữ quy củ, thường sinh tâm tàm quý, cảm thấy có lỗi với mọi người, tâm rất nhu hòa, lại rất bình an, không bị cảnh giới làm dao động. Thường thường nhớ pháp lục niệm, tức là 1. Niệm Phật, 2. Niệm Pháp, 3. Niệm Tăng, 4. Niệm Giới, 5. Niệm Thí, 6. Niệm Thiền. Thường thường hành trì pháp lục hòa kính, tức là 1. Thân hòa kính, 2. Miệng hòa kính, 3. Ý hòa kính, 4. Giới hòa kính, 5. Kiến hòa kính, 6. Lợi hòa kính. Thường thường tùy thuận trụ tại pháp lục kiên cố, tức là 1. Tin kiên cố, 2. Pháp kiên cố, 3. Tu kiên cố, 4. Đức kiên cố, 5. Đảnh kiên cố, 6. Giác kiên cố. Đó là trí huệ công cụ trợ đạo thứ 3, thì là phương tiện với 10 thứ trí. 10 thứ trí tức là 1. Pháp trí, 2. So sánh trí, 3. Tha tâm trí, 4. Thế trí, 5. Khổ đế trí, 6. Tập đế trí, 7. Diệt đế trí, 8. Đạo đế trí, 9. Tận đế trí, 10. Vô sanh trí. Nếu muốn hiểu nội dung những danh từ ở trên thì có thể tham khảo từ điển Phật học. 4. Pháp hoan hỷ, hoan hỷ nghe lý của pháp, lấy pháp làm việc vui.
nhất. Thường thường thích lắng nghe diệu pháp, không khi nào nhảm đủ. Giảng lìa tất cả luận nghị và lời nói thế gian, chuyên tâm nghe thọ tất cả lời nói suốt thế gian. Giảng lìa hàng nhị thừa thanh văn duyên giác, thâm nhập môn trí huệ đại thừa, đó là trí huệ công cụ trợ đạo thứ tư. Vì một lòng nghĩ nhớ pháp môn này không khi nào tán loạn dao động. Năm, đối với pháp lục độ ba la mật, ba la mật dịch là đến bờ kia. Người Ấn Độ lấy sự việc làm xong rồi gọi là ba la mật. Lục ba la mật tức là 1. Bố thí, 2. Trì giới, 3. Nhẫn nhục, 4. Tinh tấn, 5. Thiền định, 6. Trí huệ. Bồ Tát chuyên tâm tu hành pháp lục độ ba la mật, tức cũng là tu cho đến lúc viên mãn, thực hành đã xong, đã thành thục. Bốn thứ phạm trụ, tức là từ bi hỷ xả, tùy thuận theo pháp trí sáng, tu hành đến cảnh giới trí thiện, trí mỹ, tất cả đều viên mãn. Phạm là người trí huệ thông minh, sáng suốt, đều xin thỉnh vấn. Thỉnh vấn ở đây có hai ý nghĩa. Một là Bồ Tát hướng về người có trí huệ, thỉnh vấn Phật Pháp không minh bạch. Hai là người trí huệ hướng về Bồ Tát, thỉnh vấn Phật Pháp không minh bạch. Xa lìa bốn cõi ác, tức là 1. Atula, 2. Súc sinh, 3. Ngạ quỷ, 4. Địa ngục. Hướng về đường lành, trong tâm thường ưa thích. Dùng chánh niệm để quan sát, chánh niệm tức là chánh tri chánh kiến. Tà niệm tức là tà tri tà kiến, dùng niệm chánh đáng để điều phục lòng mình, không để cho những tánh khác tùy ý phát sinh. Phải an phận giữ mình. Do đó có câu, lý trí khống chế tình cảm, thủ hộ ý người khác, chẳng khiến cho họ sinh phiền não. Đó là trí huệ công cụ trợ đạo thứ 5, vì dùng tâm kiên cố để tu hành hạnh chân thật, chẳng phải miệng nói mà là thực hành. Nói đến độ hoa trời rơi xuống mà không thực hành, thì cũng giống như khẩu đầu thiền, nói mà không thực hành cũng chẳng có ích gì. Người tu đạo có một phần chân tâm thì sẽ được một phần pháp ích, có 10 phần chân tâm thì sẽ được 10 phần pháp ích. Nếu không có nửa phần chân tâm thì dù có nửa phần pháp ích cũng không đắc được. Tu đạo là phải chân tu thật luyện mới có sự thành tựu, chẳng phải đầu cơ thủ xảo cứ đi tìm tiện nghi, thì đó chỉ là vọng tưởng của kẻ ngu si. Thường thích xuất ly, chẳng chấp vào ba cõi, luôn giác tâm mình chưa từng có niệm ác, ba giác đã đoạn tuyệt, ba nghiệp đã đều thiện. Quyết định biết rõ tự tánh của tâm, đó là trí huệ công cụ trợ đạo thứ 6, vì hay khiến tâm mình người khác thanh tịnh. Quán sát năm uẩn đều như việc huyễn, giới như rắn độc, xứ như không tụ, tất cả các pháp như huyễn như diệu, như trăng trong nước, như mộng như bóng, như tiếng vang như hình tượng, như vẽ giữa hư không, như vòng lửa quay, như màu sắc cầu vồng, như ánh sáng mặt trời mặt trăng, không tướng không hình, chẳng thường chẳng đoạn, chẳng đến chẳng đi, cũng không chỗ trụ. Quan sát như vậy thì sẽ biết tất cả các pháp không sinh không diệt. Đó là trí huệ công cụ trợ đạo thứ 7, vì biết tất cả pháp tánh vắng lặng. Đại Bồ Tát nghe tất cả pháp không có cái ta, không chúng sinh, không thọ giả, không người, không tâm, không cảnh, không tham sân si, không thần, không vật, không chủ, không đãi, không chấp, không hành. Như vậy tất cả đều không chỗ có, đều quy về tịch diệt, nghe rồi tin sâu, chẳng nghi, chẳng chê bai. Đó là trí huệ công cụ trợ đạo thứ 8, vì dùng sự thành tựu, viên mãn sự hiểu biết. 6. Thường thích xuất ly, chẳng chấp vào ba cõi. Ba cõi là gì? Đó là cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc, có nhân, có quả, có sanh tử, còn là 25 cõi, do đó có câu, bốn châu, bốn cõi ác, phạm thiên, lục dục thiên, vô tưởng, ngũ hàm, na, tứ không và tứ thiền. Luôn luôn giác tâm mình, không để cho vọng tưởng khởi lên, do đó có câu, niệm khởi, liền giác, giác rồi tức không. Tức cũng là ý nghĩa tùy khởi tùy giác tùy không, chưa từng có chút niệm ác nào tồn tại, hoàn toàn thanh tịnh, ba giác đã đoạn tuyệt, tức là đoạn tuyệt dục, sân hạ, cũng có thể nói các ác, giác quán, tà giác, mạn giác, giác là giác biết, nhưng giác không đúng. Bồ Tát thì ba nghiệp đều thiện, thân của Ngài chẳng có sát đạo dâm, lời nói chẳng có nói dối, theo dệt hai lưỡi chửi mắng, ý chẳng có tham sân si, thân miệng ý ba nghiệp thanh tịnh, tức là thập thiện, thân miệng ý ba nghiệp chẳng thanh tịnh, tức là thập ác. Ngài quyết định chân thật, nhận thức được tự tánh chân tâm của mình, cũng hiểu rõ nữa, cũng biết rõ nữa. Đó là trí huệ công cụ trợ đạo thứ 6, vì hay khiến tâm của mình thanh tịnh, cũng khiến cho tâm của người khác thanh tịnh. Nếu không thanh tịnh, nghe được đạo lý này rồi cũng sẽ thanh tịnh. Tóm lại, hay khiến cho trong tâm của mình chẳng còn tham sân si, cũng khiến cho người khác dứt trừ được tham sân si.
Bởi quan sát pháp năm uẩn, sắc thọ tưởng hành thức, như huyễn như hóa đều là hư vọng không thật. Trong tâm kinh có nói, thực hành sâu vào bát nhã ba la mật đa thời, chiếu thấy năm uẩn đều không, qua khỏi tất cả khổ ách. 18 giới trong 6 căn, ngoài 6 trần, giữa 6 thức cũng chẳng chân thật, giống như rắn độc rất là đáng sợ. 12 xứ, 6 căn và 6 trần giống như không tụ, vì giữa không có người. Tất cả các pháp thế gian, bao quát sắc pháp, tâm pháp, tầm sở pháp, bất tương ứng pháp, vô vi pháp, cộng lại là 100 pháp, đều là như huyễn không thật, giống như dương diệm ở xa nhìn tưởng như có, đến gần thì không có. Lại giống như trăng trong nước, nhìn thì có, lấy thì không có. Lại giống như mộng, như bóng, như tiếng vang, như hình tượng, đều là hư vọng. Như vẽ giữa hư không, như vòng đường quay, như màu sắc cầu vồng, như ánh sáng mặt trời, mặt trăng, đều là không tướng, không hình, chẳng thuộc về thường, chẳng thuộc về đoạn, cũng chẳng đến, cũng chẳng đi, cũng không chỗ trụ. Quan sát như vậy thì sẽ biết tất cả các pháp cũng không sinh, cũng không diệt. Đó là trí huệ công cụ trợ đạo thứ bảy, vì biết tất cả pháp tánh vắng lặng. 8. Đại Bồ Tát nghe tất cả pháp chẳng có tướng ta, không có tướng chúng sinh, không có tướng thọ mạng, không có tướng người, không có tâm, không có cảnh, không có tham sân si, không có thân, không có vật, không có chủ, không có kẻ đãi, không có mọi sự chấp trước, không có mọi hành vi. Tất cả như vậy đều không chỗ có, thầy đều quy về tịch diệt. Ngài nghe pháp này rồi tin sâu chẳng nghi, chẳng chê bai. Đó là trí huệ công cụ trợ đạo thứ 8, vì dùng sự thành tựu viên mãn sự hiểu biết. Đại Bồ Tát khéo điều các căn như lý tu hành, luôn trụ trì quán tâm ý vắng lặng. Tất cả động niệm thảy đều chẳng sinh, không ta không người, không làm không hành, không chấp tưởng cái ta, không chấp nghiệp của ta, không có tỉ vết, không có rạn nứt, cũng không có đắc được nhẫn nơi đây, thân là ý nghiệp, không đến, không đi, không có tinh tấn, cũng không có dũng mãnh. Quán tất cả chúng sinh, tất cả các pháp, tâm đều bình đẳng mà không chỗ trụ, chẳng bờ này, chẳng bờ kia, cánh đó đây đều lìa, không chỗ đến, không chỗ đi. Thường dùng trí huệ tư duy như vậy, đó là trí huệ công cụ trợ đạo thứ 9, vì đến nơi bờ kia tướng phân biệt. Vì Đại Bồ Tát thấy pháp duyên khởi, nên thấy pháp thanh tịnh, vì thấy pháp thanh tịnh nên thấy cõi nước thanh tịnh, vì thấy cõi nước thanh tịnh nên thấy hư không thanh tịnh, vì thấy hư không thanh tịnh nên thấy pháp giới thanh tịnh, vì thấy pháp giới thanh tịnh nên thấy trí huệ thanh tịnh. Đó là trí huệ công cụ trợ đạo thứ 10, vì tu hành tích tập nhất thiết trí. 9. Đại Bồ Tát khéo điều phục mắt tai mũi lưỡi thân ý 6 căn, khiến cho chúng đều nghe theo mình, không khởi cách mạng, 6 căn tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh. Nếu không khéo điều phục các căn thì khi mắt thấy sắc đẹp nên bị sắc đẹp làm lay chuyển. Nếu không để cho nó chuyển theo sắc đẹp thì nó sẽ chẳng khách sáo với bạn, muốn phản kháng lại sự độc lập chính mình, chẳng nghe sự chỉ huy của bạn. Năm căn kia cũng như thế, phải như lý tu hành, luôn trụ trì quán. Trì quán là một thứ thiền định, quán là một thứ huệ. Tóm lại, chỉ tất cả ác, quán tất cả thiện. Khi tham thiền đà tọa, trào cự đến thì phải dùng công phu chỉ để khống chế. Khi hồn trầm đến thì phải dùng công phu quán để đề khởi. Tâm ý rất vắng lặng, chẳng sinh vọng tưởng, chẳng sinh phiền não. Bất cứ trong cảnh giới gì có định lực thì chẳng dao động, không bị vật bên ngoài mê hoặc, hết thảy vọng tưởng tạp niệm một chút cũng không sinh. Lúc đó mình mới được làm chủ, tâm ý vắng lặng, chẳng có dao động, thì chẳng còn cái ta tồn tại. Chúng ta phạm phù đều chấp trước vào cái ta, xem cái ta rất quan trọng, chẳng để cho nó bị thiệt thòi, chẳng để cho nó chịu khổ, chẳng để cho nó chịu mắng, chẳng để cho nó chịu nhẫn nại. Tóm lại, để cái ta ở trước mặt, vì có cái ta mà sinh ra chúng sinh, thọ mạng, đủ thứ các pháp. Nếu chẳng có tư tưởng về cái ta, thì chẳng có mọi sự phiền não,